Câu 49 rồi, nghe thầy giảng nè. Nghe, thầy chỉ cho cái phương pháp làm nha. Cái phương pháp này là phương pháp đưa về các vectơ đơn vị. Phương pháp đưa về các vectơ đơn vị. Đơn vị mấy em. Vậy giờ như thế nào gọi là phương pháp đưa về vectơ đơn vị các em? Đó là giờ chúng ta vẽ một cái hình hộp ra. Như cái đề nó nói cái đi. Rồi bây giờ mình đọc mình phân tích đề để mình hiểu nè. Bây giờ nó nói là một cái đường cùng cắt ba thằng này luôn. A phẩy, B, C với C phẩy, D phẩy. Nó cắt ở đâu mình cũng không hề biết. Mình không hề biết luôn. Hiểu nè. Rồi bây giờ mình đặt tên cái đây. A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Rồi bây giờ nó nói một cái đường delta cắt A phải, tức là giờ nó cắt ở đâu mình không biết, nhưng mà sẽ cắt tại điểm M. Đúng không? Điểm M này là một ẩn dấu luôn, mình không phải biết. Chỉ biết điểm M này nó sẽ chạy cả lòng vòng ở trên A phải, do nó cắt A phải mà. Rồi bây giờ cái đường delta cũng cắt BC tại một điểm là điểm gì? N. Hiểu không? N là gì? Nằm trên đâu? BC. Hiểu không? Tiếp cũng là cái đường delta nó sẽ cắt cái C phẩy, D phẩy tại điểm B. Ok. Thì bây giờ em thấy ô thầy ơi thật là kỳ lạ. Tại sao cùng một đường delta nó cắt ba đường này tại ba điểm mà sao ba điểm này không thẳng hàng? Vậy thầy trả lời cho em biết nha. Ba điểm này thẳng hàng. Tuy nhiên ở đó trong không gian mình không thấy được. Với lại cái điểm trên đây mình chưa thầy biết phải đặt nó như thế nào để nó thẳng hàng. Chút thầy giải cái đi rồi thầy ship lại cho em coi. Nhưng bây giờ em phải hiểu nè, ba điểm này nó đang chạy luôn, tức là nó không cố định. Và tụi mình phải đi tìm ra cái điểm cố định của nó sao cho ba điểm này thẳng hàng. Đó, vậy ý tưởng là gì? Câu này là câu khó tại vì nó là một phương pháp mới và phương pháp này giải cũng hơi quấn. Rồi bây giờ thầy sẽ đặt vậy nè, coi thầy đặt coi hiểu nha. Bây giờ em chưa biết điểm M ở đâu, em cứ gọi vậy nè. Gọi AM bằng X nhân A phải. X mình chưa hề biết. Có bài nào khó hiểu không? Nó có thể là 1 phần 2 A phải, nó cũng có thể là 1 3, hoặc nó cũng có thể là trừ 1 phần 2, mình chả biết nó đâu. Mình chỉ đặt nó, nó là bao nhiêu của A phải thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ nằm trên A phải. Hiểu nè. Mình sẽ đặt vector gì nữa? N, BN. Nó sẽ bằng Y lần vector BC. Ok chưa? Rồi mình gọi vectơ C phẩy B, nó sẽ bằng Z lần vectơ C phẩy D phẩy. Ai khó hiểu vậy ta? Khó hiểu thì cứ nói. Ai khó hiểu cứ nói nha. Được chưa? Rồi bây giờ nghe thầy nói. Vậy bây giờ mấy em sẽ phân tích mấy cái này ra. Em đặt cái này là vectơ đơn vị đi. Vectơ này A. Vector AD là gì? B nhỏ. Vector A phải là gì? C nhỏ, hiểu không? Em phải đặt đưa nó về vector đơn vị. Đây gọi là ba vector đơn vị. Rồi bây giờ phân tích nha. A, A phải là vector C. Thấy kịp không? BC là vector gì? Vector B, ổn không? C phải, D phải là trừ vector A. C phẩy D phẩy có thể hướng đi lên đây không? Và nó đi ngược hướng với vectơ A thì nó là trừ vectơ A. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ xuất phát từ cái này nè. Sao cho cái này xảy ra? Đúng không? Ba điểm này thẳng hàng mà. Mình sẽ có vectơ NM bằng 2 lần vectơ NB. Rồi giờ sẽ chèn vô nha. Ở đây thầy thấy nó có BN nè, cho nên thầy chèn điểm B vô. Ủa? A đi. A đi mấy em ơi. Điểm A ngon hơn. Tại vì mình đang cần AM mà, chứ đâu phải là cần mình đâu cần NB đâu. Vì chèn điểm A vô. Chèn A vô đây nha. Rồi ở đây em thấy C phải B không? Vậy đây sẽ chèn C phải vô. Rồi giờ chèn vô, mình sẽ có vector NA cộng vector AM bằng 2 lần vector NC phải cộng 2 lần vector NP. Đó. Ủa,
xin lỗi, C phải B chứ. Rồi giờ coi thầy thế vô nha. Vector NA nhìn. Vector NA nó là tổng hợp giữa hai vector này. Nhìn ra được không? Vector NA chính là tổng hợp giữa hai vector màu xanh. Đúng chưa? Như vậy nó là 1/2 của A. À, vậy là nó là vector NB cộng vector gì? Cộng cho trừ vector A. Hay kịp không? Vector NA là từ đây lên đây đúng không? Nó sẽ là cái vector này cộng với vector này. Mà vector đi lên đây nó phải là trừ vector A không? Do mình đã đặt vector đi xuống đây là vector A. Vậy là thầy ghi nè, vector NA này em phải chậm chậm nha. Nó là NB trừ vector A. Vector AM là mình có rồi, là ít vector C. Vector NC phải chưa có. Chưa có mấy em ơi. Rồi bây giờ coi nha. Vector NC phải phải chèn rồi. Giờ chèn nào vô? Chèn điểm B vô đi. Đúng không? Tại vì bên đây có NB, bên đây cũng phải có NB. Vậy là ở này 2 lần vector NB cộng 2 lần vector BC phải. C phải B là mình có rồi đúng không? C phải B là trừ Z vector A. Vậy này là trừ 2Z nhân vector A. Rồi, giờ thế vô. NB trừ NB là còn gì? NB. Đồng tình không? Vậy giờ mấy em chuyển qua đây đi, tại mình có BN. NB trừ 2NB là trừ NB trừ vector A cộng ít vector C bằng 2 lần vector BC phải. BC phải là cái vector đi xuyên lên đây. Nhìn được không? Và nó sẽ là vector BB phải cộng cho vector gì? BC. Như vậy là cái này là 2 nhân cho gì? BB phải là vector C cộng vector qua đây là vector B. Đó. Trừ 2Z nhân vector A. Rồi thế vô cái nữa. Trừ NB là gì? BN. Mà BN là gì? Y vector B. Xong rồi đó mấy em. Chủ yếu là mình đưa về hết tất cả vector đơn vị. Này 2 vector C cộng 2 vector B trừ 2Z vector A. Rồi giờ thầy khoanh nha. Vector A thầy để màu vàng. Vector B thầy để màu xanh lá cây. Vector C thầy để màu xanh dương. Ok. Rồi giờ thầy sẽ có một cái hệ phương trình như sau. Vàng bằng vàng. Vàng bằng vàng tức là trừ 1 vector A bằng trừ 2Z vector A. Hay kịp không? Xanh lá cây bằng xanh lá cây là Y bằng 2. Được không? Xanh dương bằng xanh dương là X bằng mấy? X bằng 2. Như vậy em giải ra X bằng 2, Y bằng 2, Z bằng 1/2. Mà nó kêu tính tỷ lệ với cái gì? Cái gì? MA chia MA phải đúng không? Vậy là mình sẽ tính tỷ lệ AM chia tỷ lệ A. Ê, vậy là phải vẽ rồi. Như vậy em chỉ cần quan tâm tới cái này thôi, quan tâm tới ít thôi. Sigma vector AM bằng mấy lần vector A phải? 2 lần. Ổn không? Tại vì em ra x bằng 2 mà. X bằng 2 thì vector AM bằng 2 lần vector A phải. Em phải vẽ ra mới có được cái tỷ lệ này. Rồi giờ vẽ nha. AA phải là em có rồi. Vậy bây giờ em phải đặt điểm M ở đâu để vector AM nó gấp đôi vector A phải. Điểm M có thể nằm giữa hoặc nằm bên đây hoặc nằm bên đây. Em phải hiểu thực tế vector này mới hiểu. M nằm đâu? Mình đặt em ở đâu để vector AM bằng 2 lần vector A phải. Đặt đây được không? Không. Nếu đặt ở đây thì vector AM bằng 1/2 vector A phải. Không được. Đặt đâu? Bên tay phải. Mà nằm bên đây nè. Lúc này vector AM nó mới dài gấp đôi vector A phải. Đúng chưa? Như vậy thì coi lại nha. Tỷ lệ giữa MA mấy ô? 2 ô. A phải mấy ô? Ô MA phải mấy ô? 1 ô. Vậy là tỷ lệ 2 chia 1.
bằng 2. MA chiếm 2 ô, MA phải chiếm 1 ô. Ác nha. Trên áp không? Rồi bây giờ mấy em coi thầy vẽ trên áp đó nha. Rồi giờ thầy tạo một cái hộp nha. Rồi mình có cái hộp này. Vậy giờ mình phải rename, mình đổi tên nó lại đi. Thằng này là cái gì? B phải. Thằng này A phải. Thằng này C phải. Thằng này cái gì nữa? D phải. Rồi bây giờ mình có cái dữ liệu gì? Mình có x bằng 2 đúng không? Vậy thầy ghi lại cái dữ liệu nha. Vector AM bằng 2 lần vector AA phải. Vector BN bằng mấy lần vector BC? 2 lần vector BC. Vector C'B bằng 1/2 lần vector C'D'. Và bây giờ tụi mình đang nghe thầy nói nè. Tụi mình đang đi kiếm điểm M, điểm N, điểm B đúng không? Thì giờ coi thầy rút cái này có mấy em hiểu nha. Thầy cắt cái này qua đây cái đi. Thầy rút theo biểu thức tọa độ của mấy em hiểu nha. Dời xuống đây đi. Coi nha, cái này em suy ra được là M trừ A bằng 2A phẩy trừ 2A, ổn không? Cái này suy ra được N trừ B bằng 2C trừ 2B. Cái này suy ra được là P trừ C phẩy bằng 1/2 D phẩy trừ 1/2 C phẩy. Như vậy, dẫn tới việc là M bằng 2A phẩy trừ 2A cộng A, ổn không? N bằng gì? 2C trừ 2B cộng B. P là bằng gì? 1/2 D phẩy trừ 1/2 C phẩy cộng C phẩy. Rồi giờ giảng nha. Thầy không sợ khó đâu mấy em. Thầy sợ mấy em chịu học thôi. Khó có nào giảng được. Đời minh họa của bộ dục đúng không? Mới đưa ra thầy nghiên cứu rồi. Vì mấy em thầy sẽ nghiên cứu khó cỡ nào cũng làm được. Miễn có thời gian. Có thể trong phòng thi thì không được 10 điểm. Nhưng nếu có thời gian, mọi vấn đề khó khăn mà mấy em cần thì sẽ giải quyết cho mấy em. 2A phải cộng trừ 2A cộng A là nó sẽ xuất hiện điểm M cho em. Điểm này điểm M nè. Rồi em sẽ thấy nó có một cái ảo. Đâu giống như thầy vẽ hồi nãy không? Giống hồi nãy thầy vẽ không? A phải ở đây thì điểm M nó nằm bên đây. Đồng tình không? Hiểu không? Y gan. Rồi tiếp nha. Điểm N là bằng 2C trừ 2B cộng B. Còn điểm P là bằng 1/2 D phải trừ 1/2 C phải cộng C phải. Thấy chưa? Có phải là ba điểm này thẳng hàng không? M, P, N thẳng hàng. Và nó cùng nằm trên một đường delta luôn em. Dữ thiệt. Và đặc biệt mấy em, cái đường này nó sẽ lần lượt cắt AA phải tại M, cắt C phải D phải tại B và cắt BC tại N. Ghê thiệt. Không thể nào từ ban đầu mà mình tưởng tượng nổi ra cái hình này. Do phải tạo thêm mình. Vậy bài này dùng phương pháp đưa về vector đơn vị giải. Đúng rồi, đường thẳng là đi vô hạn cho nên nó có thể mở rộng cái hình ra được nữa. Tức là bây giờ nếu em nhìn cái hình hộp này em không thể tưởng tượng được là thằng M, N, B nó phải chạy sao cho ba này cùng thẳng hàng. Đúng không? Nhưng thực tế nó vẫn xảy ra mấy em. Thầy đã cho em coi luôn nè. A, A phải em mở rộng ra coi. B, C mở rộng ra. Đó, thấy chưa? Nó cùng cắt cái này. Ủa, còn 2A